Ô chữ đầu tiên có 8 ký tự. Xin mời ô chữ hiện ra. Đây, gợi ý của câu hỏi này như sau: cái gì có ở khắp mọi nơi, dài trăm cây số, mắt người khó trông? Hết. Cái gì có khắp mọi nơi, dài trăm cây số, mắt người khó trông? Là không có nhìn thấy được á. Không khí. Dừng ở 44 giây. Đáp án là không khí ạ. Chốt không ạ? Chốt. Đáp án không khí, chính xác không? Chính xác. Wow. 44 điểm đầu tiên đã thuộc về Triệu Ái Vy. Ô chữ tiếp theo gồm có 6 ký tự, xin mời. To như núi, nhẹ như bông, chẳng thả trên sông, cũng trôi lững lờ. Hết. Lục bình. To như núi. To như núi. Nhưng mà nhẹ như bông. Nhẹ như bông. Chẳng thả trên sông nha, tức là không có nằm trên sông rồi không đó. Không có nằm ở trên sông. Nhưng mà cũng trôi lơ lửng. Đó, anh Thái đúng rồi, mà anh Thái lên, anh Thái mà anh Thái lên. Đó. Rồi, ngưng ơi. Dừng. Ráp được chưa? Ráp được chưa? Đám mây ạ. Chốt không ạ? Chốt ạ. Chốt đáp án đám mây. Dạ. Đây là một đáp án không thể nào sai được. Xin chúc mừng. 25 điểm đã thuộc về Triệu Ivy. Ủa anh Thái nè, anh Thái nè. Thôi tôi tưởng ông là ông Đuổi ơi. Trời ơi, chị thiệt luôn á. Ảnh ra, ảnh diễn tả cho chị đoán được mà chị nói như con Đuổi ơi. Trời ơi, trời. Rồi, chúng ta sẽ tới với ô chữ tiếp theo. Có 8 ký tự, gợi ý như sau: chặt không đứt, dứt không rời, phơi không khô, đốt không cháy. Là cái gì? Hết. Là nước. Chặt không đứt. Nước dứt gì? Không rời, phơi không khô, đốt không cháy. Chữ O, có một chữ O. Ráp vào. Chị đang nghĩ cái gì? Nghĩ thêm xíu nữa. Đúng rồi. Dòng sông. Ghép lại, ghép lại. Ghép vô, ghép vô, nước, ghép vô. Dòng sông. Dòng nước. Dành cho kỹ, có chữ N. Có chữ N. Có chữ N. Dòng nước. Chốt. Yes. Chốt. Chốt đáp án dòng nước. Yeah. 29 điểm tiếp theo đã thuộc về Triệu Ái Vy. Yeah. Tổng số điểm mà Triệu Ái Vy đã mang về cho lượt thi của mình đó chính là 98 điểm. Yeah. Xin mời chị. Và bây giờ sẽ là lượt thi tiếp theo của đội Sushi. Xin mời anh Dương Ngọc Thái ạ. Yeah. Chúng ta còn hai bộ chủ đề là nhân vật nổi tiếng và độc lạ thế giới. Em biết là anh Thái đã chọn cái nào luôn rồi đó. Nhân vật nổi tiếng nhưng mà trong nước hay là ngoài nước? Gợi ý anh luôn là trong nước. Trong nước. Trong nước. Nhân vật nổi tiếng, anh chọn nhân vật nổi tiếng. Đúng, nó dễ hơn là độc lạ thế giới. Nó rộng quá ha anh ha. Dạ, em cảm ơn anh Thái ạ. Dạ, cảm ơn. Rồi, chúng ta sẽ cùng với ca sĩ Dương Ngọc Thái đến với chủ đề nhân vật nổi tiếng. Ô chữ này gồm có 13 ký tự. Cố nghệ sĩ Văn Hiệp gắn liền với hình tượng nhân vật này. Hết. Không biết anh có coi cái phim Người Thổi Tù Và Hàng Tổng chưa? Cái vai diễn này của bác nằm ở trong cái phim này. Ồ, khó à. Bác trưởng thôn. Đây, mình có chữ ạc. Mình có chữ đó, mình ráp vô. Bác trưởng thôn. Dừng. Bác trưởng thôn. Chốt. Chốt đáp án bác trưởng thôn. Đó có phải đáp án chính xác hay không? Xin mời. Yeah. 13 điểm đầu tiên đã thuộc về ca sĩ Dương Ngọc Thái. Chúng ta sẽ tới với ô chữ tiếp theo. Có 10 ký tự, gợi ý như sau. Chúng ta sẽ nghe một đoạn nhạc. Xin mời. Nhớ không mình đời mình ơi.
vừa rồi nói về nhân vật dân gian nào? Hết. Đó, một nhân vật dân gian, anh Thái, cái bài đó gian. Chị Cẩm Ly hát. Ta 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 ta. Vợ thằng Đậu, dừng, dừng. Vợ thằng Đậu, chốt. Vợ thằng Đậu, chốt. Chắc nịch như vậy thì còn gì nữa. Dạ. Chính xác, yeah. Và anh đã ghi được số điểm là 38 điểm. Vợ thằng Đậu là một sáng tác của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh. Rồi, chúng ta sẽ tới với ô chữ tiếp theo. Có 6 ký tự. Người phụ nữ gắn liền với hình ảnh món chè khoáng. Hết. Chè khóa. Chè khoáng. Khoáng. Đây là một người phụ nữ gắn liền với một tác phẩm văn học, đó chính là Vợ Nhặt. Vợ Nhặt. Không, cái này em thật sự là khó nha. Mình ghép vô thử nha. Ôi, từ gì ta? Khó. Khó, khó. Bà Dân. 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 Bà Cụ Tứ. Bà Cụ Tứ. Bà chốt Cụ không Tứ. À? Chốt, chốt. Bà Cụ Tứ là một đáp án chính xác. Yeah. Yeah. Khó dữ. 11 điểm đã thuộc về anh Dương Ngọc Thái. Yeah. Cái món chè khoáng thật ra đó chính là cám. Rồi, tổng cái số điểm ở lượt thi của anh Dương Ngọc Thái đó chính là 62 điểm. Xin mời anh Dương Ngọc Thái về vị trí ạ.